Sau khi dự lễ khánh thành dự án đường nối hai cao tốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã đến thăm khu công nghiệp Thăng Long 2 nằm trên địa bàn thị xã Mỹ Hào và huyện Yên Mỹ. Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn Medtech Manufacturing Việt Nam nằm trong khu công nghiệp Thăng Long 2. Đây là công ty chuyên sản xuất linh kiện điện tử, kiểm tra và phân tích kỹ thuật đến từ Nhật Bản. Thủ tướng đánh giá cao kết quả sản xuất của doanh nghiệp cũng như các doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp Thăng Long 2. Đến nay, trong khu công nghiệp Thăng Long 2 đã tiếp nhận được 109 dự án, một dự án DDI và 108 dự án FDI với tổng số vốn đầu tư đăng ký khoảng 728 tỷ đồng và 3.502 triệu đô la Mỹ. Tổng diện tích đất khu công nghiệp đã cho thuê 301 hectare, lấp đầy 74,9 khu công nghiệp, dự kiến sẽ lấp đầy toàn bộ khu công nghiệp trong năm 2025. Thủ tướng Chính phủ đã thăm động viên và tặng quà cán bộ công nhân lao động tại nhà máy của công ty trách nhiệm hữu hạn Medtech Manufacturing Việt Nam.